tuyển một cái người CFO thì đương nhiên là cái người đấy là là phải là người giỏi để người ta nắm được hết những cái đấy rồi nhưng mà ở cái quy mô nào và cái tính cách nào là phải nên tính về cái tính phù hợp làm thế nào để tuyển dụng được CFO tốt ở lý thuyết thì người ta hay nói là gọi là người phù hợp ấy. thì đúng cái đấy là hoàn toàn đúng bởi lẽ là các doanh nghiệp của các anh chị quy mô khác nhau, mình cũng không phải tuyển một cái ông từ cái trên núi mà xuống làm dưới đất Làm thế người ta cũng không không làm lâu dài đâu. Hai nữa là cái tính cách của mình, cái quan điểm của mình, cái môi trường doanh nghiệp của mình là mình cũng phải tuyển để cho người ta phù hợp về văn hóa. Ở đây thì tôi muốn nói về về các doanh nghiệp Nhật mà khi người ta tuyển dụng nhân lực là người ta rất đề cao về vấn đề văn hóa, cái suy nghĩ tương đồng. Các anh chị cũng thế tôi tuyển một cái người CFO thì đương nhiên là cái người đấy là là phải là người giỏi để người ta nắm được hết những cái đấy rồi nhưng mà ở cái quy mô nào và cái tính cách nào là phải nên tính về cái tính phù hợp và trong tương lai ấy, thì theo tôi nghĩ rằng công ty nặng vậy thôi bây giờ người ta đang nói là kinh tế chia sẻ là sẽ thay thế vào các cái loại kinh tế khác ở đây muốn nói với các anh chị là như này về sau cái mô hình doanh nghiệp của mình ấy, là thể nào các vị trí quan trọng CFO, CEO C... Uh, EO gì đấy thì hầu hết những người đấy là nên cơ cấu cho người ta là cổ phần trong công ty nếu người ta làm thực sự tốt phù hợp để cho nó gắn bó với mình lâu dài đúng không? nên là cái đấy là một cái mà định hướng trong cái phát triển lâu dài tất nhiên nó phải có thời gian thời gian ví dụ anh làm cho tôi một năm kết quả tốt thì tôi bắt đầu có chính sách này trong năm thứ ba chính sách này năm thứ năm có chính sách này tức là có thể kéo dài cái chương trình đến 5 năm nhưng rõ ràng là người ta cùng lớn mạnh với mình mà tôi nghĩ là trong vòng 5 năm tới ở Việt Nam sẽ xuất hiện rất nhiều những người quản lý là triệu phú. Chứ không phải là đầu tư là triệu phú đâu nhé. Rất nhiều các nhân tài ở Việt Nam sẽ trở thành những người triệu phú. Không cần đầu tư mà người ta chỉ tham gia quản lý ở những công ty lớn. Bởi lẽ là rất nhiều các tập đoàn kinh tế lớn ở Việt Nam thiếu, rất thiếu các nhân lực tài năng đấy tài năng là vừa có tài vừa có đức vừa có tầm nhìn xa trong rộng vừa có sức khỏe vừa có tính liên kết vừa có quốc tế tiếng anh rồi vân vân còn có khi nhiều khi có tài nhưng lại không có đạo đức hoặc là cách làm ăn nó lại kiểu này kiểu kia thì cũng cũng không phải là người tài Đấy. câu thứ hai tập đoàn của anh đoàn có thể đầu tư cho công ty vaccine hà nội không thế còn cái đầu tư vaccine thì thực ra đối với phú thái thì hiện nay cũng phải nói với anh chị là đối với phú thái hiện nay thì là một tập đoàn đầu tư đa ngành rất nhiều các lĩnh vực khác nhau bọn tôi cũng có cả máy móc thiết bị ô tô rồi dược phẩm rồi hàng hóa tiêu dùng giáo dục rồi là hàng bán lẻ phân phối rồi quần áo vân vân như thế cả thì trong cái cái đầu tư này bọn tôi rất quan tâm bởi vì trong cái thời gian vừa qua thì có nhiều doanh nghiệp cũng nhờ anh đoàn tư vấn về định hướng chiến lược mà anh cũng tự hào là một trong những người tư vấn chiến lược rất là chuẩn cho các doanh nghiệp rất nhiều doanh nghiệp bây giờ cực kỳ thành công vì những cái tư vấn đấy thế do vậy là anh cũng muốn nhân cái dịp đấy có thể đầu tư tiền vào các doanh nghiệp đấy. vậy cái hoạt động đầu tư mở rộng đa ngành đa nghề của Phú Thái vẫn tiếp tục và cái đấy là cái cách hợp lực tốt nhất trên nền tảng của các cái doanh nghiệp tốt. vậy là cái này thì bọn tôi cũng rất quan tâm và biết đâu lại có cơ hội để gặp và trao đổi thêm. trong các bạn câu hỏi của bạn y tế có một cái câu hỏi là dịch vụ y tế thì có bị ảnh hưởng bởi AI không? vâng và anh chia sẻ cho em cái cách tránh bị ảnh hưởng nó cũng có ít bị ảnh hưởng bởi AI bởi vì cái đấy nó rất cần về mặt con người về mặt tinh thần về mặt tình cảm về mặt chăm sóc gần gũi chia sẻ nó không dùng máy đơn thuần được máy thì có thể người ta chỉ đưa cháo đưa cơm thì chứ còn nói để mà quan tâm tâm tình động viên về mặt này mặt kia thì máy không làm được về một trong trong những cái ngành nghề mà phát triển trong tương lai chính là các dịch vụ y tế cao cấp. Nick đã đào tạo hơn 200.000 học viên từ năm 2012. Bạn có muốn tìm hiểu các bí quyết kinh doanh và đầu tư trong cộng đồng Nick Family với hơn 3.000 thành viên toàn quốc và bên ngoài không ai tiết lộ? Đăng ký ngay để trở thành thành viên. Hotline 19006713, website nickadu.vn